Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức 24 giờ TV. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình dịch Covid trong nước và thế giới có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin trình sau. Tin nóng: khởi tố bí thư xã Kon Tum say xỉn gây va chạm giao thông khiến một người tử vong. Triệt phá nhóm chuyên tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép ở Tây Ninh. Đang mang vàng giả đi cầm cố thì bị công an bắt quả tang. Tuyên án 30 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ xe ô tô mang đi cầm cố ở Đà Nẵng. Đối tượng thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng, lãnh 15 năm tù. Chuẩn bị xét xử Quách Duy, cựu chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì tội lợi dụng các quyền tự do. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng: khởi tố bí thư xã ở Kon Tum say xỉn gây va chạm giao thông khiến một người tử vong. Ngày 6 tháng 4, Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Khánh, 53 tuổi, bí thư đảng ủy xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Như chúng tôi đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 3, ông Khánh điều khiển ô tô biển số 82A05074 di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo, Trần Cao Vân, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, ô tô này va chạm với xe máy biển số 82B1-41834 do ông Phạm Công Thiện, 46 tuổi điều khiển. Sau đó ô tô trên tiếp tục va chạm với xe máy mang biển số 82B1-17158 chở hai người đang di chuyển trên đường rồi lao lên vỉa hè, đâm vào hai xe máy đang để bên đường. Vụ va chạm làm ô tô và bốn xe máy bị hư hỏng nặng. Sau vụ va chạm, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa ông Thiện và hai người khác đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Thiện tử vong tại bệnh viện vào sáng 11 tháng 3. Bước đầu, Công an thành phố Kon Tum xác định thời điểm gây ra vụ án, ông Khánh có dấu hiệu sử dụng bia rượu. Tin tiếp theo, triệt phá nhóm chuyên tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép ở Tây Ninh. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Trương Thị Lan sinh năm 1982, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu và Bùi Văn Đỡ sinh năm 1984, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo đó, 19 giờ 15 phút ngày 5 tháng 4, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, các phòng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu, Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang Bùi Văn Đỡ đang chở 11 người Trung Quốc trên xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 51A44872 với mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua khai thác nhanh, Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trương Thị Lan, đồng thời khám xét nơi ở trọ của Lan, thu giữ tang vật có liên quan. Bước đầu, Đỡ và Lan thừa nhận việc thường xuyên tổ chức môi giới cho người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa lên Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Riêng 11 người Trung Quốc bị phát hiện vào tối ngày 5 tháng 4 cho biết mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm dịch vụ đánh bạc online. Lực lượng y tế huyện Bến Cầu nhanh chóng test nhanh COVID-19 đối với 11 người Trung Quốc trên và đưa đến đường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh cách ly y tế theo quy định. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Chuyển sang tin tức tiếp theo, đang mang vàng giả đi cầm cố thì bị công an bắt quả tang. Ngày 6 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tam, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 9 tháng 3, nhận tin báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp bắt quả tang Tam có hành vi đưa một sợi dây chuyền bằng vàng giả đến tiệm cầm đồ Cường Loan tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp, cầm cố lấy số tiền 7 triệu. Tại tiệm cầm đồ, khi gặp anh Cường, chủ tiệm cầm đồ, Tam yêu cầu cầm sợi dây chuyền với số tiền trên 7 triệu. Anh Cường hỏi Tam mua vàng ở đâu và có giấy mua vàng không. Tam nói mua ở tiệm vàng trên thành phố Giang Nghĩa với giá hơn 16 triệu, giấy mua vàng để ở nhà. Do anh Cường không biết sợi dây chuyền vàng là giả nên đồng ý cho Tam cầm. Sau khi giao tiền cho Tam, anh Cường kiểm tra lại thì nghi vàng giả nên trình báo cơ quan công an. Khi Tam chuẩn bị ra khỏi tiệm thì bị lực lượng công an đến lập biên bản bắt quả tang, thu giữ sợi dây chuyền. Tại cơ quan công an, Tam khai nhận trước đó đặt mua một sợi dây chuyền kim loại màu vàng, giả vàng trị giá 299.000 đồng trên mạng xã hội Facebook. Sau khi nhận được sợi dây chuyền, Tam đeo vào cổ để làm vật trang sức. Tin tiếp theo, thưa quý vị, tuyên án 30 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ xe ô tô mang đi cầm cố ở Đà Nẵng.
Ngày 6 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Hoàng Tam, sinh năm 1981, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, do quan hệ thân thiết nên cuối năm 2018, Lê Hoàng Nam nói với N.M., sinh năm 1999, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là cần tiền để đi buôn gỗ, và Nam nhờ M cầm xe ô tô của M cho Nam mượn tiền, M đồng ý. Nam cùng M đến tiệm cầm đồ ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để M làm thủ tục cầm vay 350 triệu. M là người ký hợp đồng cầm cố, số tiền cầm xe M đưa hết cho Nam và Nam có trách nhiệm trả tiền lãi ngân hàng cho M. Đến gần Tết Nguyên đán 2019, M yêu cầu Nam chuộc xe ra cho M. Sau Tết 2019, Nam tiếp tục đề nghị M cầm xe cho Nam mượn tiền đi buôn gỗ. M mang xe và tiệm cầm đồ trên vay 400 triệu đồng đưa cho Nam. Trong thời gian nhờ M cầm cố xe, Nam còn nhờ M đứng tên trong hợp đồng thuê xe ô tô của anh HHD, sinh năm 1977, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, với giá thuê 13 triệu đồng một tháng để sử dụng làm phương tiện đi lại và cho thuê lại theo ngày. Chiếc xe trên Nam đem về cho người khác thuê lại theo ngày và hàng tháng Nam vẫn trả tiền thuê xe cho anh D và mang xe về cho anh D làm bảo dưỡng. Tuy nhiên lúc này Nam đã nợ tiền do tham gia đánh bạc nên Nam lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mà Nam thuê của anh D mang tên Lê Hoàng Nam. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, ngày 19 tháng 4 năm 2019, Nam đem xe đến tiệm cầm đồ mà trước đó đã cầm của M vay 450 triệu. Thực tế Nam chỉ nhận số tiền 50 triệu đồng để thế xe anh D vào lấy xe của M ra trả cho M. Việc Nam cầm xe của anh D để lấy xe M ra do Nam tự ý thức thực hiện và M không biết. Số tiền này Nam tiêu xài và cá độ bóng đá thua hết, nhưng Nam vẫn điện thoại nói dối anh D do công việc làm ăn khó khăn xin anh D cho nợ tiền thuê xe đến tháng 9 năm 2019. Thấy việc thuê xe của người khác rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố lấy tiền thuận lợi, sau khi chiếm đoạt được chiếc xe của anh D, trong thời gian từ 25 tháng 6 năm 2019 đến 18 tháng 9 năm 2019, Lê Hoàng Nam nảy sinh ý định thuê xe ô tô của người khác để làm giả giấy tờ đem cầm cố tiêu xài. Cụ thể, Lê Hoàng Nam thuê 3 chiếc xe ô tô của 3 người khác, tổng giá trị tài sản hơn 1,6 tỷ. Sau khi thuê xe, Nam thuê làm giả các giấy tờ đăng ký, sau đó đem đến tiệm cầm đồ, tổng cộng 4 xe, tính cả xe anh D, chiếm đoạt của các tiệm cầm đồ với tổng số tiền 1,75 tỷ. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Lê Hoàng Nam 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp mức hình phạt Nam phải nhận là 30 năm tù. Chuyển sang tin tiếp theo, đối tượng thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ, lãnh 15 năm tù. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hùng sinh năm 1970, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử buộc bị cáo Hùng phải bồi thường số tiền chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Hà Nội, viết tắt là Công ty Du lịch Hà Nội. Theo bản án, do từng có thời gian làm lái xe ô tô, Hùng quen biết anh Lã Thanh Tùng, giám đốc Công ty Du lịch Hà Nội. Công ty có ngành nghề chuyên cho thuê xe ô tô tự lái. Tháng 9 năm 2019, Hùng nói với anh Tùng về việc muốn thuê xe ô tô của anh, sau đó cho thuê lại để hưởng chênh lệch và được anh Tùng đồng ý. Cuối năm 2019, Hùng ký hợp đồng thuê xe cùng lúc 4 xe của Công ty Du lịch Hà Nội với giá từ 13 triệu đến 18 triệu một tháng một xe. Trong thời gian từ 6 đến 9 tháng, Hùng cầm theo giấy tờ gốc của các xe ô tô thuê và cam kết với anh Tùng không chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của Công ty Du lịch Hà Nội. Thời gian đầu, khách thuê xe đều nên Hùng trả tiền đúng cam kết. Nhưng đến đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, không có người thuê lại ô tô. Trong lúc bí bách, Hùng đã bán một trong 4 xe ô tô của Công ty Du lịch Hà Nội với giá là 300 triệu đồng. Việc bán xe ô tô, Hùng không nói cho anh Tùng biết và vẫn trả tiền đều đặn hàng tháng, nên anh Tùng tin tưởng. Tin tưởng Hùng kinh doanh đàng hoàng, nên khi Hùng đặt vấn đề thuê thêm 4 xe ô tô khác, anh Tùng đồng ý. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2020, Tùng lần lượt mang cả 7 chiếc xe ô tô thuê của Công ty Du lịch Hà Nội để đi bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Hết hạn thuê xe, Công ty Du lịch Hà Nội nhiều lần yêu cầu trả xe và trả tiền, nhưng Hùng đưa ra các lý do khất lần rồi bỏ trốn. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Hùng bị cơ quan công an bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Hùng chiếm đoạt từ việc bán 8 chiếc xe ô tô của Công ty Du lịch Hà Nội là hơn 3,8 tỷ đồng.
Chuyển sang tin tiếp theo, chuẩn bị xét xử Quách Duy, cựu chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì tội lợi dụng các quyền tự do. Thưa quý vị, ông Quách Duy bị xét xử về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Dự kiến ngày 15 tháng 4, Tòa án nhân dân quận Tân Phú đưa vụ án ra xét xử. Từ 2019, ông Quách Duy sinh năm 1982, cựu chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đăng trên tài khoản Facebook Duy Quách những bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân khác. Cụ thể là ngày 9 tháng 4 năm 2019, Duy cung cấp truyền đưa thông tin trên Facebook cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao đất vàng giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM. Sau khi bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt hành chính, Duy khởi kiện ra Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhưng bị tòa bác đơn khởi kiện. Duy tiếp tục kháng cáo nhưng Tòa án Nhân dân cấp cao cũng bác đơn kiện. Sau đó Duy tiếp tục khiếu nại khắp nơi và có những bài đăng trên Facebook với nội dung xúc phạm lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin tức 24 giờ TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.